yêu các em, cô chào các em. trong buổi sáng ngày hôm nay thì cô sẽ live stream hướng dẫn các bạn <laughs> sách nâng cao nha. một số bạn hỏi là cô ấy sách vàng cơ bản thì cô có live không? có em ạ. có á, live hết. dần 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 thì sẽ live hết tất cả hai cuốn sách này. và tết xong thì cô sẽ ra một uh, Ừ, bộ sách khác và cô cũng sẽ like hết tất cả những sách mà cô có thì cô cũng sẽ like cho các bạn thôi nhé nên yên tâm nhé Thế nhưng em hôm nay thì chúng ta sẽ vào bài Tí bút người lái đào sông Đà và ở dòng nét dòng sông Đà cô chào thọ nhé à thọ đức đức thọ Sẽ ừ. Tùy bốn cái này đo sông đà ra nhé Sao bao nhiêu nhỉ 333 thì như là thế 333 Đúng rồi 333 Đúng không Đúng rồi Tùy bốn người lấy đo sông đà Lạnh quá cô ạ Lạnh cái gì mà lạnh sẽ đến với Tùy bút người lái đò sông Đà hôm qua thì cô đã hướng dẫn các em cái nét nét khái quát về tác giả và tác phẩm rồi và có một cái nói về nguồn gốc của sông Đà ở trong bài Tùy bút người người lái đò sông Đà ấy, thì có một cái chi tiết mà rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi đó chính là gì cô ơi tại sao chữ sông Đà lại viết hoa cả hai chữ đúng không? em có để ý là trong trong bài này á cái từ sông Đà ấy, lại viết hoa cả hai chữ sông Đà đúng không? đó thì thực ra đây chỉ là thực ra thì đây là cái uh, sự trân trọng nâng niu dòng sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân thôi chứ không có cái vấn đề gì phải uh, quá là khủng khiếp cả thế nhá đấy đấy là nguyên do tại sao nhà văn uh, nhà văn Nguyễn Tuân yêu thương con sông Đà này và con sông Đà đối với nhà văn Nguyễn Tuân nó như một người cố nhân ấy vậy nên là Nguyễn Tuân đã trân trọng nó và viết hoa cả hai từ sông Đà nhá còn cô ơi trong bài mà em viết cái sông viết thường rồi chữ Đà viết hoa được không? Đà chỉ là tên riêng, còn sông nếu em viết thường cũng được viết hoa cũng được, nhưng tốt nhất là nên viết viết hoa. Thế nhá. Đấy. Theo đúng cái bản gốc của người ta đưa ra, được chưa nào? Giờ mình sẽ đến với uh, sông Đà. Sông Đà thì mang hai nét tính cách. Nét tính cách thứ nhất đó chính là thơ mộng trữ tình. Và nét tính cách thứ nhất là hung bạn dữ dằn. Và nét tính cách thứ hai là thơ mộng trữ tình. Chờ cô một xíu nhé Để cô lấy một cái thằng giấy nữa. Các bạn vào xem nhỉ Chúng ta bắt đầu học nha Đối với tùy mỗi người lái đỏ sông đá ấy, Thì có Đối với dòng sông đà Dòng sông đà Đó Thì có hai nét tính cách Nét tính cách thứ nhất Đó chính là hung bạo Nét tính cách thứ nhất là hung bạo dữ dằn Hung bạo dữ dằn Và cái sự hung bạo dữ dằn này Được thể hiện qua những yếu tố nào Được thể hiện qua những đối tượng nào Trong bài tùy bút Đối tượng thứ nhất đó chính là gì? Nhìn này Thứ nhất là hung bạo ở những khối đá dựng vách thành Thứ nhất Đó chính là gì ạ? Thứ nhất đó chính là hung bạo ở những khối đá những khối đá hiểm trở khối đá này như thế nào mà hiểm trở sự hung bạo dữ dằn của sông đà được thể hiện yếu tố thứ nhất đó chính là ở những khối đá thứ nhất là ở những khối đá dựng vách thành hiểm trở thứ nhất là ở những khối đá dựng vách thành hiểm trở. Có nghĩa là những cái khối đá này to, lớn, dựng sát nhau thành vách nhá. Đó, dựng sát nhau thành vách. Sự hung bạo dữ dằn của sông Đà được thể hiện qua yếu tố thứ nhất, đó chính là những khối đá dựng vách thành hiểm trở. Có nghĩa là những cái khối đá rất là to, lớn và nó dựng sát nhau. Còn cái sự hung bạo, dữ hung bạo yếu tố hung bạo thứ hai của sông Đà đó chính là gì ạ? Hung bạo ở mặt gành dữ dội. Hung bạo ở mặt gành. Hung bạo ở mặt gành dữ dội. Với nước đá sóng gió cứ xô nhau. Nước này. Đá này. Sóng này. Gió này. Cứ nối tiếp nhau thứ hai là hung bạo ở mặt gành dữ dội và thứ ba đó chính là hung bạo ở những cái thác nước cuồng nộ hay thứ ba này hung bạo ở những cái hút nước hung bạo ở những cái hút nước nguy hiểm và cái thứ tư đó chính là hung bạo ở những cái tháp đá cuồng nộ. Và thứ năm, đó chính là hung bạo ở trùng vi thạch trận. Nham hiểm hay có hiểm độc. Nhá. Đấy, kỹ giúp cô này Cái sự hung bạo dữ dằn của sông Đà Được thể hiện qua năm chi tiết Chi tiết thứ nhất đó chính là Những khối đá dựng vách thành hiểm trở Thứ hai, nguy hiểm ở mặt gành dữ dội Thứ ba, là nguy hiểm ở những cái hút nước nguy hiểm Thứ tư, là hung bạo ở những cái thác đá cuồng nộ Thứ năm, là hung vị ở thành thạch vi Trùng vi thạch trận hiểm độc Cái nét tính cách thứ hai của dòng sông Đà đó chính là thơ mộng chữ tình. Đó chính là thơ mộng chữ tình. Vậy thơ mộng chữ tình được thể hiện ở những yếu tố nào? Yếu tố thứ nhất là thơ mộng ở dòng chảy. Nhất là thơ mộng ở dòng chảy. Thứ hai là thơ mộng ở màu nước sông. Và thứ ba là thơ mộng ở cảnh đẹp ven sông. cô giảng to lên đi để em tỉnh ngủ cái cô nói bé thôi không em bé nhà cô nó dậy mất nào trời ơi em bé nhà cô mà dậy bây giờ là có nghĩa là hỏng hết bánh kẹo đấy nào dòng sông đà nói bé à để cô cho cái mic gần vào đây để cho cái mic gần vào đây để cho nó to nhá trời ơi cô mà nói to em bé nhà cô dậy chắc chết quá thế nha nào các em để ý giúp cô hình tượng sông đà sẽ có hai nét tính cách nét tính cách thứ nhất là hung bạo dữ dằn và nét tính cách thứ hai là thơ mộng trữ tình. Sự hung bạo dữ dằn của sông Đà được thể hiện qua năm yếu tố, em chỉ cần nhớ năm cái này khi để em lọc đủ năm cái thì thôi. Thứ nhất đó chính là những khối đá dự vách thành hiểm trở. Thứ hai là hung bạo ở mặt gành dữ dội. Thứ ba là hung bạo ở những cái hút nước nguy hiểm. Thứ tư là hung bạo ở những cái thác đá cuồng nộ và thứ năm là hung bạo ở trùng vi thạch trận hiểm động. Còn nét tính cách thơ mộng trữ tình của sông Đà được thể hiện qua ba chi tiết ba yếu tố đấy chính là thơ mộng ở dòng chảy từ trên cao nhìn xuống thứ hai là thơ mộng ở màu nước và thứ ba là thơ mộng ở cảnh đẹp ven sông và bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết từng cái yếu tố 1 và lưu ý này nhà văn nguyễn tuân viết về sông đà nhà văn nguyễn tuân viết về sông đà đúng nè à, viết về sông đà ông miêu tả sông đà rất là công phu đấy rất là kỳ công này đó, miêu tả sông Đà rất là kỹ lưỡng. Đó, miêu tả sông Đà rất là tỉ mẩn để làm gì? Để nhằm nổi bật người lái đò. Đấy, để nhằm làm nổi bật người lái đò. Vì người lái đò ấy là hình ảnh trung tâm của bài viết này. Ông đến với sông Đà, ông viết sông Đà, ông viết cái tùy bút này nhằm để làm gì? Nhằm để ca ngợi con người lao động thầm lặng cái mảnh đất biên biên viễn này hiểu không nhỉ đấy thế nhá đấy lưu ý giúp cô như thế này nhá lưu ý này vậy thì chốt lại là gì nhà văn nguyễn tuân miêu tả sông đà càng kỹ lưỡng càng kỳ công càng tỉ mẩn thì mục đích để làm nổi bật hình ảnh người lái đò vậy suy ra sông đà hung bạo dữ dằn này sẽ làm nổi bật cái nét tính cách nào của người lái đò đấy thì sẽ làm nổi bật cái nét tính cách kỳ vĩ của người lái đò còn sông đà thơ mộng chữ tình Thì sẽ làm nổi bật cái vẻ giản dị khiêm nhường của người lái đò Đúng không? Đấy Khiêm nhường của người lái đò Thế nhá Vậy suy ra lát nữa khi mà các em sẽ đi tìm hiểu về người lái đò Người lái đò ấy Thì em sẽ làm nổi bật giúp cô hai cái nét tính cách Thứ nhất là cái sự kỳ vĩ của người lái đò Và thứ hai là cái vẻ giản dị khiêm nhường của ông ý Đấy nhá. bây giờ chúng ta sẽ đi với yếu tố đầu tiên để tìm hiểu về cái dòng sông đà hung bạo trữ tình này ở những khối đá dựng vách thành hiểm trở. Những khối đá ở đây như thế nào mà được gọi là hiểm trở? Những khối đá ở đây to, lớn và dựng sát nhau. Này, nó dựng sát nhau đến mức như thế nào? Nó dựng sát nhau đến mức đó chính là gì? Nó chẹt lòng sông như một cái ít hầu. Đó, nó làm cho mặt sông đúng mặt sông chỗ ấy chỉ đúng ngọ mới thấy mặt trời có nghĩa là gì có nghĩa là những cái khối đá to lớn đấy nó dựng sát nhau nó dựng sát nhau đến nỗi mà nó hẹp như một cái ít hầu và cái chỗ mà những cái khối đá lớn đấy nó chẹt vào nhau nó dựng sát nhau nó làm cho ánh mặt trời chỉ đúng ngọ mới đứng ở cái quãng đấy thì mới thấy được ánh mặt trời thôi có nghĩa là sao ạ nghĩa là nó lớn này nó to này nó dựng san sát nhau này nó làm cho cái chỗ cái khoảng cách giữa hai cái khối đá này nó rất là hẹp và nếu như mặt trời chỗ này này mà xiên 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 như thế này thì ánh nắng nó không chỉ chiếu đây được vậy nên là chỉ đúng ngọ mới thấy mặt trời có nghĩa là đúng 12 giờ trưa ấy khi mặt trời thẳng đứng ấy thì nó mới chiếu được ánh sáng xuống đó hình dung nước cô như thế nhá thứ hai nữa đó chính là gì vách đá này hẹp đến nỗi các em để ý đây là chi tiết hình ảnh so sánh thứ nhất này một này đó là nhà văn nguyễn tuân đã so sánh nhà văn nguyễn tuân đã miêu tả cái độ hẹp của những khối đá này Thứ nhất là như cái ít hầu Thứ hai là nó làm cho mặt sông chỗ ấy chỉ đúng ngọ mới thấy mặt trời Đây chính là hình ảnh so sánh thứ hai Hình ảnh so sánh thứ ba đây chính là gì? Cái vách đá này hẹp đến nỗi đứng bên này bờ nhẹ ném hòn đá cũng qua bên kia vách Đấy, đây là hình ảnh so sánh thứ ba nhá Hình ảnh so sánh thứ tư đó chính là gì? Có quãng con nai con hổ đã có lần vọt nhẹ từ bờ bên này sang bờ bên kia Sang bờ bên kia Đây là cái hình ảnh so sánh thứ tư nhá. Hình ảnh so sánh thứ tư Hình ảnh so sánh tiếp theo đây chính là gì? Ngồi trong khoang đỏ qua quãng ấy Đang mùa hè cũng cảm thấy ớn lạnh Đây là hình ảnh so sánh thứ năm Còn có một hình ảnh so sánh nữa đó chính là gì? Một cái hình ảnh so sánh nữa đó chính là Cái hình đó chính là cái hình ảnh mà tưởng như là gì đây? tưởng như là tưởng như tưởng như là đứng ở cái ngõ mà ngóng vọng lên đúng không nào đấy mà ngóng vọng lên cảm giác như là cái đèn đường nó vụt tắt đấy 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 chính là cái sáu cái hình ảnh so sánh sáu cái hình ảnh liên tưởng mà nhà văn nguyễn tuân đưa ra để nhằm làm rõ hơn cho cái đối tượng là những cái khối đá ở đây dựng vách thành hiểm trở. Vậy thì các em có thấy cái điều gì đặc biệt không? Các em có thấy cái điều gì đặc biệt ở trong cái cái sự so sánh liên tưởng để làm rõ đối tượng của nhà văn Nguyễn Tuân không? Đây chính là sáu cái hình ảnh, sáu cái liên tưởng so sánh của nhà văn Nguyễn Tuân để nhằm mục đích làm rõ cái vẻ đẹp cái sự hiểm trở của những cái khối đá dựng thành vách ở đây. Thế cho thấy là gì ạ? Nó cho thấy là chỉ một chỉ một cái chi tiết là cái khối đá dựng vách thành hiểm trở thôi mà nhà văn Nguyễn Tuân đã huy động đến 6 hình ảnh so sánh liên tưởng. Điều đấy cho thấy là gì ạ? Nhà văn Nguyễn Tuân đã sử dụng những câu văn miêu tả so sánh liên tưởng đầy táo bạo. Đấy chính là gì? Táo bạo ở chỗ là gì đây? Nó như một cái ít hầu đó rồi chỉ đúng ngọ với thấy mặt trời. Đó, xong rồi gì ạ? có đang đi qua quãng này đang mùa hè cũng cảm thấy ớn lạnh đó và nó cho thấy cái sự tinh tế, nó cho thấy cái cái giác quan, nó cho thấy cái sự cái cái sự phong phú trong cái trí tưởng tượng của nhà văn Nguyễn Tuân. Bên cạnh đó ấy, các em còn thấy cái điều gì đặc biệt ạ? Các em còn thấy cái điều đặc biệt này này. Ở trong đây có 6 cái hình ảnh so sánh. Hình ảnh thứ nhất là như cái yết hầu là cái hình ảnh Đúng nào? Chúng ta đi nhận xét về cái các hình ảnh so sánh một chút nhé. Các em đi nhận xét về các hình ảnh so sánh của nhà văn Nguyễn Tuân đưa ra. Các em có thấy rằng là chúng ta sẽ xếp được những hình ảnh so sánh đấy thành hai thành hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là nó liên quan đến hình ảnh. Đó, là các em sẽ nhìn thấy được rằng là gì ạ? Như cái yết hầu, cái yết hầu thì đó chính là cái hình ảnh, đúng không? Các em có thể tưởng tượng ra được cái yết hầu nó như thế nào đấy cái thứ hai đó chính là gì chỉ đúng ngọ mới thấy mặt trời đúng ngọ đúng ngọ mới thấy mặt trời đấy đúng ngọ mới thấy mặt trời các em cũng có thấy đây là gì ạ đây là hình ảnh đúng nào đây là thị giác đây là những hình ảnh tác động và thị giác của các em đúng nào tiếp theo này có quãng con nai con hổ vọt nhẹ từ bờ bên này cũng sang bờ bên kia Ném nhẹ hòn đá từ bên này vách cũng qua bên kia vách Đấy chính là những hình ảnh so sánh tác động và thị giác Có nghĩa là gì? Nghĩa là nhà văn Nguyễn Tuân đã sử dụng thị giác Đã, đã dùng hình ảnh để tác động và thị giác của chúng ta Đó chính là yếu tố thứ nhất Tuy nhiên cái hình ảnh thứ hai đó chính là gì? Ngồi trong khoang đò qua quãng ấy đang mùa hè cũng cảm thấy ớn lạnh Thế cảm thấy ớn lạnh này này là nó tác động đến cái gì của các em cảm giác ớn lạnh này là nó tác động đến cái gì ạ à? nó tác động đến giác quan của các em đúng không đấy giác quan đấy là gì cảm thấy ớn lạnh này đấy đúng nào cảm thấy như đèn đường đường vụt tắt này đó đây chính là tác động vào giác quan của các em đúng là tác động vào cảm giác của các em điều này thì cho thấy cho các em thấy một điều gì đó đó chính là gì ạ đấy là cái phong cách cá tính cái sự đặc biệt trong cách sử dụng ngôn từ của nhà văn nguyễn tuân đó và khi ông sử dụng những cái hình ảnh mà tác động vào thị giác này những cái cảm giác tác động vào giác quan thì sẽ làm rõ hơn cái vẻ đẹp kỳ vĩ và nó cho chúng ta thấy rằng là gì ạ? Nhà văn Nguyễn Tuân khi miêu tả về một đối tượng nào đấy Khi viết về một đối tượng nào đấy Đã không viết thì thôi Mà khi đã viết ấy Ông sẽ huy động tất cả những cái kiến thức của mình Huy động tất cả những cái giác quan của mình Để làm rõ đối tượng đấy Và chi tiết Sông Đà hung bạo ở những khối đá Ở những khối đá lớn Hiểm trở Cũng không nằm ngoài cái phạm vi đó Đấy, đấy là những điều mà các em cần phải lưu ý Cho đoạn Sông Đà hung bạo ở những khối đá Dựng vách thành hiểm trở Nha các em nhé Các em có thể viết như sau này Ở trong đây thì cô cũng đã viết cho các em rất là rõ rồi Các em phải viết chỗ này nhé em nhìn giúp cô cái đoạn này là gì ạ Cái đoạn này đó chính là gì Cái đoạn này đó chính là đoạn dẫn dắt và nội dung phân tích Để ý này Cái hung bạo của con sông đà Không chỉ ở những con thác Mà còn ở những cảnh quang hùng vĩ Với vẻ huyền bí hoang sơ của dòng sông Chảy giữa trụ, giữa điệp trùng những núi rừng Tây Bắc như một nhà quay phim lão luyện vừa cho người xem thấy được cảnh bao quát của khung cảnh sông Đà, thỉnh thoảng tác giả lại dừng chân cho khán giả những pha cận cảnh tiêu biểu về sự hùng vĩ của dòng sông này. nghĩa là cô đã uh, viết cái, cái cái viết cái này như thế nào? có nghĩa là như thế này này. khi mà nhà văn Nguyễn Tuân viết về sông Đà ấy, thì có những có những đoạn mà nhà văn Nguyễn Tuân phóng xa cái ống kính của mình ra để cho các em có một cái nhìn bao quát về dòng sông. tuy nhiên thì uh, có những cảnh mà sẽ quay cận cảnh những cái đối tượng những cái hình ảnh ở sông đà và những cái khối đá dựng vách thành hiểm trở này các em có thấy rằng là nhà văn nguyễn tuân đã như kiểu là uh, room gần lại cái ống kính ấy để cho các em quan sát kỹ hơn về những cái khối đá đấy và quan sát kỹ hơn ở đó chính là gì nhà văn đã, so, đã cho các em thấy là cái dòng sông đấy nó hẹp như thế nào đấy cái dòng sông đấy cái những khối đá đấy nó lớn ra sao đấy thì chỗ này cô sẽ dẫn dắt vào như vậy đây dẫn dắt vào như thế, có một cái đoạn dẫn dắt vào cái nội dung để cô phân tích. Sau đó thì cô sẽ chuyển sang cái đoạn mà cô phân tích thì trước khi cô phân tích á thì cô sẽ dùng một cái dùng một cái nhận định văn học đấy chính là gì? Nhà văn Thạch Lam nói rằng công việc của nhà văn là phát hiện ra cái đẹp ở chỗ không ai ngờ tới, tìm cái đẹp kín đáo và che lấp của sự vật để cho người đọc có bài học trông nhìn và thưởng thức. Có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là khi mà nói đến những cái khối đá dựng vách thành hiểm trở ở sông Đà này này thì chúng ta không nghĩ rằng là những cái khối đá hiểm trở đấy những cái khối đá to lớn đấy có thể so sánh có thể mang ra so sánh như một cái ít hầu có thể mang ra so sánh là mang ra liên tưởng với cái cảm giác ớn lạnh với cái cảm giác là đèn đường vụt tắt thì chỉ có nhà văn nguyễn tuân mới nghĩ ra được mới đưa ra được những cái hình ảnh mang tính chất cái hình ảnh so sánh liên tưởng mang tính chất phong phú như thế mang cái sự đặc biệt mang cái nét đặc biệt mà chỉ có ở trong văn của nhà bạn của nguyễn tuân thì mới có thôi đấy thì sẽ cho chúng ta được một cái đẹp đó chính là gì cái vẻ đẹp che lấp của sự vật mà mà không ai không ai phát hiện ra bởi vì cái đẹp là gì cái đẹp là phát hiện ra ở cái chỗ mà không ai ngờ tới và ở văn nguyễn tuân nó đẹp ở chỗ nào ở chỗ mà không ai có thể ngờ tới rằng là cái độ hẹp của những khối đá chúng ta có thể so sánh như một cái ít hầu Đấy, cái độ hẹp của những khối đá mà cũng làm cho chúng ta cảm thấy ớn lạnh. Đó, làm cho chúng ta cảm giác như đèn đường phút tắt mà chỉ thấy ở trong văn Nguyễn Tuân mà thôi. Đấy chính là khi mà chúng ta tiếp nhận, khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái hình ảnh so sánh như thế thì chúng ta sẽ có một cái bài học trông nhìn và thưởng thức ở đây cho chính là gì? Đó chính là chúng ta sẽ phải mở rộng cái óc liên tưởng của mình ra, cái óc quan sát của mình ra để chạy theo cái văn của Nguyễn Tuân. Đó, thế nhá. Vậy là cô nhận ra được cái sự cái sự đặc biệt đấy cái sự kết nối giữa cái nhận định này và cái và cái nội dung này nên là cô mới áp dụng cái nhận định văn học này vào đây. Đó chính là gì? Nhà văn Thạch Lam nói rằng công việc của nhà văn là phát hiện ra cái đẹp ở chỗ không ai ngờ tới, tìm cái đẹp kín đáo và che lấp của sự vật để cho người đọc có bài để cho người đọc một bài học trông nhìn và thưởng thức. Có lẽ khi mới nhìn vào sông Đà, người ta sẽ có cảm Người ta sẽ có lúc cảm thấy sợ hãi bởi sự hung bạo của nó. Thế nhưng với tài năng và cái nhìn của một nhà văn tài hoa, Nguyễn Tuân lại thấy chính sự hung bạo đó là vẻ đẹp riêng biệt và độc đáo của con sông. Ông dẫn người đọc, ông dỗ người đọc cuốn theo cảm giác vừa sợ hãi tột cùng vừa đam mê thích thú bằng sức tưởng tượng phong phú của mình, lối hành văn nhạy bén đầy cá tính, sông Đà hung bạo hiện lên trong lòng người đọc với niềm đam mê hãi hùng và sự thích thú vô cùng cái hung bạo của sông Đà được nhà văn miêu tả bằng miêu tả mở đầu bằng cảnh đá sông Đà dựng vách thành hiểm trở. Sự hùng vĩ của sông Đà không chỉ có thác đá mà còn có cả những mà còn là những cảnh đá bờ sông dựng vách thành. Mặt sông chỗ ấy chỉ đúng ngọn với thấy mặt trời, có vách đá thành chặt lòng sông như một cái yết hầu, đứng bên này bờ nhẹ ném hòn đá cũng qua bên kia vách. Có quãng con nai con hổ đã có lần vọt từ bờ bên này sang bờ bên kia cách so sánh trên tạo được ấn tượng khá đậm nét về vách đá dựng đứng với độ cao hun hút khôn cùng động từ chẹt kết hợp với các liên tưởng độc đáo của nhà văn gợi lên sự nguy hiểm của dòng sông ấn tượng hơn nữa là việc ngồi trong khoang đỏ qua quãng ấy cũng cảm thấy ớn lạnh đang mùa hè cũng cảm thấy ớn lạnh cảm giác như đứng ở một cái hẻm nào đó gói hẻm nào đó em trích thêm cái dẫn chứng đấy vào đây những câu văn miêu tả so sánh đầy liên tưởng táo bạo mà không kém phần tinh tế của nguyễn tuân đã làm cho sông đà đẹp nhưng đẹp ở vẻ hùng vĩ hoang dại và nguy hiểm nhà văn chẳng những sử dụng các thị giác mà còn kết hợp với kết hợp sử dụng các giác quan như những với những so sánh liên tưởng độc đáo táo bạo điều này giúp ta thấy rõ hơn phong cách cũng như cá tính của nhà văn nguyễn tuân ông luôn hướng tới những vẻ đẹp kỳ vĩ đã cầm bút viết là viết cho ra viết cho nổi bật nốt viết cho nổi điều đặc biệt của đối tượng đấy thì em có thể viết như vậy nhá, thì em cũng có thể viết cái đoạn sông đà hung mạo như vậy cái quan trọng ở đây đó chính là gì cô chào lam nhé cái quan trọng ở đây đó chính là gì đó chính là các em dẫn dắt nó vào làm sao để cho cái bài văn của em ấy nó không bị nó không bị đứt gãy và cái thứ hai đó chính là em sẽ nói được là gì nói được cái thứ nhất đó chính là những cái hình ảnh mà nhà văn nguyễn tuân so sánh liên tưởng và các em nhận xét xem là những cái hình ảnh so sánh miêu liên tưởng để làm nổi bật cái yếu tố sông đà mang nét tính cách hung bạo hung bạo ở những khối đá dựng vách thành hiểm trở như thế nào Đấy các em có thấy cái kết cấu đặc biệt ở trong cái đoạn này cô đã bố trí như thế nào không? Đầu tiên ấy, cái bố cục Cái bố cục của đoạn, của đoạn văn này này Cái bố cục của đoạn văn viết về sông đà hung bạo ở những khối đá dựng vách thành hiểm trở Là đầu tiên, trước khi bắt đầu một đoạn văn Đây chính là một đoạn văn nhé Đây chính là đoạn văn này Đấy, thì trước khi bắt đầu vào cô múc có một cái đoạn ngắn 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 Đoạn ngắn để làm gì để dẫn dắt vào nội dung nhé để dẫn dắt vào nội dung cái thứ hai là khi mà cô đã vào nội dung cô phân tích ấy thì đầu tiên đó chính là gì cô nhắc đến cô nhắc đến những cái đối tượng mà nhà văn nguyễn tuân so sánh đó chính là sáu cái hình ảnh mà nhà văn nguyễn tuân so sánh đó sau đó là cô sẽ nhận xét về cái đặc sắc nghệ thuật này đúng không có nhìn thấy cái kết cấu của đoạn viết không đấy đầu tiên là dẫn dắt vào em phải dẫn dắt vào nội dung là xem là xem là cái nội dung cái đoạn đấy em định viết cái gì để làm nổi bật nó lên đó cái nội dung của cái đoạn viết này đó chính là sông Đà hung bạo ở những khối đá dựng vách thành hiểm trở thì cái nhắc cái cái ý đấy nhắc cái ý đấy ở đầu đoạn để khi mà người ta chấm đấy người ta người ta đọc cái đoạn đầu em là người ta biết được rằng là cái đoạn đấy em đã viết về cái nội dung gì hiểu nhở? đấy xong rồi em sẽ phân tích cái đấy ra trong cái đấy có cái hình ảnh gì trong cái đấy có những cái liên tưởng gì trong cái đấy có những cái so sánh gì xong rồi về sau em nhận xét những cái hình ảnh so sánh đấy có nghĩa là em sẽ nhận xét về cái đặc sắc nghệ thuật mà nhà văn Nguyễn Tuân sử dụng để viết cái đoạn đó đấy chưa nhỉ? đấy chính là cái ý đầu tiên là sông Đà hung bạo ở những khối đá dựng vách thành hiểm trở bây giờ chúng ta sẽ sang với cái vẻ thứ hai đó chính là mặt gành hát lóng dữ dội mặt gành hát lóng dữ dội ở chỗ nào? Thì em để ý giúp cô này. Thứ nhất nhá, đó chính là sự dữ dội ở nước, đá, sóng, gió cứ nối tiếp nhau. Chúng nối tiếp nhau như như thế nào? Hàng dài hàng mấy cây số, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cứ cuồn cuộn luồn gió gùn ghè năm suốt năm như đòi nợ suýt bất cứ ai qua đây. Các em có thể ý cái đoạn này có gì đặc biệt không? Có nghĩa là tại sao lại nói là mặt gành dữ dội bởi vì nó dữ dội bởi các các yếu tố này nước xô đá đá xô sóng sóng xô gió nó tạo ra cái sự nối tiếp nối tiếp nó tạo ra cái sự cuồn cuộn nó tạo ra cái sự hung bạo của nước đá sóng gió nước đá sóng đó ở đây kết hợp với nhau để làm gì để tạo để tạo ra một cái hình ảnh lại tạo ra cái sự dữ dằn đó và cái thứ hai đó là cái động từ xô này cái động từ xô này nó tạo ra cái sự nối tiếp, nó tạo ra cái sự cuồn cuộn đó. Và cái thứ hai là cái sự cuồn cuộn này á nó không chỉ diễn ra trong một cái đoạn ngắn mà nó diễn ra trong một cái đoạn quãng sông rất là dài, dài hàng cây số. Đấy, thế nhá. Dài hàng cây số, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió. Thì ở trong cái này các em sẽ nhận xét giúp cô ba cái yếu tố. Cái thứ nhất là sự nối tiếp, sự kết hợp giữa nước đá sóng gió cái thứ hai là cái động từ xô cái động từ xô nó tạo ra cái sự cuồn cuộn đấy nó tạo ra cái sự tiếp nối đó và cái thứ ba đó chính là gì cái sự cuồn cuộn này của nước đá sóng gió nó không chỉ diễn ra trong một quãng sông ngắn mà nó còn diễn ra trong một quãng sông rất dài là hàng dài dài hàng cây số đó thế nhá dài hàng cây số nước xô đá đá xô sóng sóng xô gió đấy các em để ý cho cô như vậy vậy thì cái yếu tố thứ hai đó chính là gì? đó chính là qua quãng này mà kh mà không thận trọng có nghĩa là gì? qua quãng này mà kinh suất thì kinh suất tay lái kinh suất tay lái có nghĩa là không thận trọng thì sẽ dễ bị lật ngửa bụng thuyền ra đấy chứ nào vậy thì cái đoạn này các em có thể viết như sau à, theo cái cấu trúc của một cái đoạn viết ấy thì là như thế nào? theo cấu trúc của cái đoạn văn này theo cấu trúc của cái đoạn văn để phân tích một đoạn văn phân tích về cái đối tượng nhé các em nhé Và đối tượng mà chúng ta phân tích ở đây đó chính là mặt gành dữ dội Mặt gành dữ dội Đấy, mặt gành dữ dội Để như thế nào Ở quãng hát lóng này này Đấy, thì chúng ta sẽ phân tích đầu tiên Là chúng ta sẽ có những cái câu văn Những cái câu văn đầu tiên Là những cái câu văn dẫn dắt vào nội dung Đúng không? Đấy, những câu văn dẫn dắt vào nội dung em phân tích Xong rồi đến cái câu tiếp theo là em phân tích Đúng nào, em phân tích Đấy, em phân tích làm rõ cái đối tượng đấy về sau những cái câu văn cuối là em sẽ nhận xét Về cái đặc sắc nghệ thuật Nhận xét cái đặc sắc nghệ thuật Đúng nào Đấy, nhận xét về cái nghệ thuật Mà trong cái đoạn văn này, người ta đã sử dụng cái gì Cứ theo đúng cái mô típ này mà làm nhá Trong một đoạn văn viết này Bây giờ là chúng ta sẽ viết một cái đoạn văn Về mặt gành dữ dội với nước đá sóng gió Thì đầu tiên là các em sẽ dẫn dắt Đây, dẫn dắt này với một nhà văn tài hoa uyên bác vốn tri thức uyên thâm sâu rộng như nhà văn Nguyễn Tuân bấy nhiêu thôi chưa đủ để cảm nhận hết được những gì mà ông viết về sông Đà trong lúc tính khí thất thường và đang làm mình làm mẩy với núi rừng với con người tây bắc bởi vậy ông tiếp tục đưa chúng ta vào hành trình khám phá con sông này với vẻ hung bạo dữ dằn ở nước đá sóng gió đấy đây đây, đây chính là nội dung của đoạn trích này đấy đây chính là cái đoạn mà em đang viết về sự dữ dằn của nước đá sóng gió đúng không Đấy, thì đầu tiên là em sẽ dẫn dắt Đây chính là đoạn dẫn dắt này Đó, đây chính là nội dung này Dẫn dắt vào nội dung Dẫn dắt vào nội dung phân tích Nhá, đấy Dẫn dắt vào nội dung phân tích Đây, nội dung phân tích đây Đây, 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 nội dung phân tích đây Đấy, thì cái đoạn này đang làm gì ạ? Đang dẫn dắt này Để làm cho cái cái đoạn 1 và đoạn 2 này Đây chính là đoạn văn 1 Đây chính là đoạn văn 1 Em viết về những khối đá dựng bách thành hiểm trở Đây chính là đoạn văn 2 Em viết về ở sông đà hôm bạo ở mặt cành dữ dội vậy thì nếu như em chuyển từ đoạn 1 đến sang đây này em đang chuyển luôn sang cái nội dung là vẻ đẹp hôm bạo dữ dằn của nước đá sông gió thì thực sự nó rất là văn của em nó sẽ bị bị gấp khúc văn của em nó sẽ bị bị nó sẽ bị thô một chút vậy nên là thay vì việc là mình sẽ đập luôn cái nội dung vào thì các em dẫn dắt đến nội dung đầu tiên em dẫn dắt đến nội dung em cho cho khoảng tầm một câu thôi một câu hoặc là hai câu thôi. em dẫn dắt vào cái nội dung đấy em có hiểu ý của đoạn này không nhỉ để làm cho cái văn của em nó mượt mà hơn, nó hay hơn, Thì em có thể dẫn dắt như thế này. Với một nhà văn tài hoa uyên bác, vốn tri thức sâu rộng như Nguyễn Tuân, bấy nhiêu thôi chưa đủ để ta cảm nhận hết những gì mà ông viết về sông Đà trong lúc tính khí thất thường và đang làm mình làm mẩy với con người tây bắc. Bởi vậy, ông tiếp tục đưa chúng ta vào hành trình khám phá con sông này với vẻ đẹp hung bạo ở cái dữ dằn của nước đá sóng gió. Đấy, xong rồi bắt đầu đi vào phân tích. Tứ đoạn này này, tứ đoạn này bắt đầu là phân tích này. Các em hiểu ý câu đoạn này không? Đấy, cái chỗ này là các em phân tích này Các em hiểu ý câu đoạn này không nhỉ? Nhá, có hiểu ý câu đoạn này không? Đấy, xong bắt đầu là phân tích Phân tích là, ôi, nước đá sóng gió là sao? Rồi nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió thế nào? Rồi hàng dài những cây số thì uh, Nước đá sóng gió nó cứ cuồn cuộn nối tiếp nhau kiểu gì? Thì bắt đầu là mình sẽ phân tích Để cho cái, để cho nó rõ hơn các cái đối tượng này Để phân tích cái hay của cái đoạn văn này Thế nhá, vậy thì mình sẽ vào phân tích này hàng cây số nước xô đá đá xô sóng sóng xô gió cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm như lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò nào tóm được qua quãng ấy thủ pháp nghệ thuật Tăng Tiến nước xô đá đá xô sóng sóng xô gió như mô phỏng như mô phỏng hình ảnh những con sóng giữ cuồn cuộn trồm lên nhau theo chiều ngang vút lên theo chiều dọc rồi đậu ập xuống cuồn cuộn ghê rợ trên mặt gành một câu văn như bị chặt đất ra làm nhiều khúc ngắn gọn nhiều khúc ngắn gọn diễn đạt bằng điệp từ điệp cấu trúc và tăng tiến tại nhịp điệu khẩn trương dồn dập gấp gáp như sự chuyển động của gió to sóng lớn gió sóng đá gió nước sóng đá phối hợp với nhau một cách chặt chẽ để tăng thêm sức mạnh uy hiếp đe dọa con người sông đà hiện lên như một kẻ bất chấp hết có thể lấy đi tính mạng những ai vô tình đi qua đây lúc nào cũng như đòi nợ suýt bất cứ người lái đò nào tóm được qua quãng ấy. Gành sông như sôi lên, cuồn, cuộn chảy dữ dằn, tạo nên một mối đe dọa thực sự đối với bất kỳ người lái đò nào qua quãng này mà kinh suất tay lái thì cũng sẽ rất dễ bị lật ngửa bụng thuyền ra. Động từ xô được ngăn cách bởi các dấu phẩy liên tiếp tạo nên sự trùng điệp, làm cho dòng sông đã hung bạo lại càng dữ tợn hơn. Đấy. Thì em có thể viết như vậy. Vậy cái 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 cấu trúc của cái đoạn viết này của cô là cái gì? Đầu tiên là cô sẽ dẫn dắt vào nội dung này, xong rồi cô phân tích này, cô phân tích những cái ý nào? Ở trong đoạn này cô sẽ phân tích những ý như sau. Đầu tiên đó chính là gì? Các cái hình ảnh đem ra so sánh là gì ạ? Nước xô đá, đá xô sóng. Đó, nó như như mô phỏng những cái hình ảnh con sóng cuồn cuộn ấy, hết đá xô sóng này, sóng lại xô gió này, chúng nó cứ đẩy lên, đẩy nhau, chúng nó cứ cuồn cuộn trồm lên nhau. Nó không chỉ vút lên theo chiều ngang, đấy mà nó còn lại còn cao lên theo chiều dọc lên cao rồi lại đổ ập xuống Nó cuồn cuộn ghê rợn như thế Đấy, và mục đích cuồn cuộn như thế để làm gì? Để vồ lấy bất cứ người lái đò nào đi qua quãng sông này Và người lái đò khi đi qua quãng sông này ấy, Nếu như mà không thận trọng không, Nếu như mà kinh suất Kinh suất có nghĩa là không thận trọng Thì sẽ dễ rất dễ bị lật ngửa bụng thuyền ra Đó, để chưa nào? Đấy, và sau đó cô sẽ nhận xét cái động từ sôi này Đó, nhá Đầu tiên ở đây đó chính là gì? Đầu tiên ở đây á, đó chính là mình sẽ nhận xét cái hình ảnh nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió này là như thế nào Đấy, xong rồi về sau mình sẽ nhận xét cái động từ xô này này Để chưa nào Đấy, đấy chính là cái uh, cấu trúc viết của cái đoạn này Phân tích cái đoạn này em có hiểu không? em có hiểu không nhỉ? Đó, đó chính là cái đoạn nói về mặt gành hát lóng dữ dội Mặt gành hát lóng dữ dội ấy Thì có những ý sau mà các em cần phải nhớ ý mà các em cần phải nhớ ở trong cái đoạn mặt gành dữ dội này là như sau đó chính là những cái hình ảnh đem ra so sánh đó chính là nước đá sóng gió nó cứ trồm lên nhau đấy nó cứ cuồn cuộn đó nó dọc nó vút lên cao rồi nó lại nó lại đổ xuống đấy nó cuồn cuộn nó ghê rợn hàng dài những cây số thì nó cứ cuồn cuộn như thế rồi nước đá sóng gió kết hợp với nhau một cách chặt chẽ để để tăng thêm cái sức mạnh uy hiếp đe dọa con người sông đà thì hiện lên như một một kẻ bất chấp để vồ lấy những người lái đò nào mà đi qua quãng sông này đấy và em nhận xét giúp cô cái động từ xô ở trong cái đoạn văn viết về cái sự dữ dội của nước đá sóng gió này thì nó hay nhất ở cái đoạn là nước xô đá đá xô sóng sóng xô gió đấy chính là những cái hình ảnh cuồn cuộn và nó đặc biệt ở cái động từ xô xô nó thể hiện cái sự chủ động nó thể hiện cái sự uh, trùng lập liên tiếp đấy và cái nhịp cái nhịp của cái đoạn văn này nó như là nó nhanh nó gấp nó như thể hiện cái cái sự cuồn cuộn cái sự mãnh liệt của nước đá sóng gió thấy nhá đấy, đấy chính là cái đoạn văn viết về sông Đà mặt gậy mặt gành dữ dội ở quãng hát lóng bây giờ chúng ta sẽ sang đến với cái đối tượng thứ ba đó chính là gì đó chính là những cái hút nước nguy hiểm những cái hút nước ở đây như thế nào mà lại được cho là nguy hiểm. Những cái hút nước ở đây em để ý này, em để ý giúp cô nhé. ở trong đây, ở trong sách thì cô lại viết những cái thác đá trước và những cái hút nước sau, thì các em cũng có thể theo cái trình tự này cũng được nha. Đây này, các em để ý giúp cô, theo cái trình tự những cái hút nước trước nhá. Những cái hút nước trước cũng được và những cái thác đá cuồng nộ trước cũng được. Thôi thì nói về những cái thác đá cuồng nộ trước để cho nó nó đúng theo cái mạch viết này nhá Đây, những cái thác đá cuồng nộ Thác đá như thế nào mà được gọi là cuồng nộ Nó cuồng nộ ra sao thì các em để ý này Thác nước thì giống lên như tiếng một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng Giữa rừng vầu rừng che nứa nổ lửa Đấy, có nghĩa là gì? Nghĩa đang nói về âm thanh của những những cái thác nước này Tiếng Hát nước thì giống lên như tiếng một ngàn con trâu mộng Đang lồng lộn giữa rừng vầu rừng tre nứa lổ nửa lửa. À, nổ lửa Đấy, trời ơi, đọc cái đoạn này méo hết cả mồm luôn ấy Cái đoạn này nó cho thấy là gì? Đấy, cho thấy cái tiếng nước ấy Nó như tiếng của một con quỷ quái Đúng nào cái tiếng của một con quỷ quái Đang gào thét Đúng không? Đấy, tiếng Tiếng của một con quỷ quái tiếng của một con quỷ quái đang gào thét, cái thứ hai là gì ạ? tiếng nước nghe như là oán trách, rồi như là van xin, rồi như rồi như là khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo. À, em có thấy cái điều gì đặc biệt ở cái ở cái cái đoạn so sánh về tiếng nước này không? Đây này, đấy tiếng nước nghe như là oán trách, rồi như van xin, rồi lại như là khiêu khích gần giọng mà chế nhạo có nghĩa là cái tiếng nước ở đây rất là nhiều giọng đúng không nào rất là nhiều giọng đấy rất là nhiều giọng các em để ý giúp cô nhé khi mà một người nào đấy mà nói được rất là nhiều giọng ví dụ như là giọng chày bửa cũng nói được này rồi giọng chanh chua cũng nói được này đấy rồi giọng thảo mai cũng nói được này xong rồi giọng nịnh hót cũng nói được này nó gợi cho các em một cái con người như thế nào con người hai mặt đúng không gợi ra một cái con người nham hiểm đấy bên ngoài mặt thì thơn thớt nói cười nhưng bên trong tâm địa hiểm độc ra sao mà mình cũng không biết được đúng không đấy là một con người rất là nhiều giọng một con người rất là nhiều mặt và một người mà nhiều mặt nhiều giọng như thế thì sẽ không phải là một người đường hoàng rồi đúng nào nếu gợi cho chúng ta một con người rất là uh, rất là nham độc đúng không rất là nham hiểm Đấy, thì sông đà cũng như thế Tiếng nước sông đà nghe như là oán trách Lúc thì nó oán trách Lúc thì rồi như là van xin Rồi lại như là khiêu khích Rồi như là gần giọng chế nhạo. Ủa, nó gợi ra một con người rất là nhiều giọng Đấy, và một người rất là nhiều giọng Thì bao giờ cũng nham hiểm Bao giờ cũng là hiểm độc Và đối với sông đà thì đây là gì ạ? À? Đây là một dòng sông như thế nào? Đó, một dòng sông như thứ kẻ thù số 1 của con người Tây Bắc Đúng nào? Đó Đấy, nó mang tâm địa, nó mang diện mạo và tâm địa của thứ kẻ thù số 1 Thì chắc chắn là nó sẽ nham hiểm rồi Và khi nó nham hiểm chắc chắn là nó sẽ mang nhiều giọng này Lúc thì nó oán trách, lúc thì nó van xin Lúc ấy như là khiêu khích, lúc thì nó lại gần giọng chế nhạ Đó, thế nhá Đấy, còn ở đây có một điều đặc biệt đó chính là gì? cái này các em để ý này Còn ở dưới chân thác thì như thế nào? ở dưới chân thác thì sóng bọt, sóng bọt đã trắng xóa cả một chân trời đá. Có nghĩa là ở trên cái thác nước, cái dòng nước ấy thì nó đã nó đã um, uh, cuồng nộ như thế rồi mà ở dưới chân thác ấy thì có cả một chân trời đá. Ủa có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như mà rơi vào cái thác đá như thế này á thì ngoài cái sự dữ dội, ngoài cái sự cuồng nộ của dòng thác thì bên cạnh đó gì ạ? À? Dưới chân đá mai phục cả một chân trời đá. Đấy khi mà chúng ta bảo con thuyền mà đi qua đây mà kinh xuất một cái là thôi như là coi xong con thuyền luôn á đúng không xong con thuyền luôn đấy bây giờ chúng ta sẽ nhận xét về cái đặc sắc nghệ thuật một chút đó chính là gì đó chính là nhà văn đã thể hiện cái sự tài hoa của mình trong cái việc liên tưởng và cộng hưởng âm thanh đặt những hình ảnh tương phản trong một liên tưởng đầy bất ngờ và thú vị các em để ý là gì đây tiếng nước thì giống lên như một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng tre rừng nữa nổ lửa đấy các em thấy gì ạ à? rõ ràng là đang tả nước rõ ràng là đang tả nước của thác đá nước đúng không nào nhưng mà lấy cái gì ạ à? tiếng nước thì giống lên như tiếng một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng ủa tả nước mà sao lại lấy rừng để tả đúng không đấy tả nước mà sao lại lấy rừng để tả đấy chính là cái đặc biệt đặc biệt của của sông đà cái thứ hai là gì ạ à? cái thứ hai anh nghe này Nghe này tiếng nước như là oán trách như là van xin rồi cái gì đây rồi như đây này thế rồi nó giống lên như tiếng một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng tre nứa nổ lửa đấy có nghĩa là gì ạ lấy lửa lấy lửa để tả nước đúng nào đang tả sông đang tả sông mà nhìn này đang phá tuông rừng lửa rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu da cháy bùng bùng tới cái thác rồi à có nghĩa là trong cái câu miêu tả này của nhà văn Nguyễn Tuân ấy các em nhìn này tiếng thác nghe như là oán trách gì rồi lại như là van xin rồi lại như là khiêu khích gằn giọng mà chế nhả thế rồi nó giống lên như tiếng một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng đấy đó đang nói về nước thì lại lấy lấy gì ạ à? lấy đang nói về nước thì lại lấy cái gì ở đây đây nhìn này Tiếng một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng Thế rồi nó giống lên Như tiếng một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng Che nứa nổ lửa Đang phá tuông rừng lửa Đấy, rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu ra cháy bùng bùng Tới cái thác